7.000 cây. Nào vui vui anh em ngồi đếm giúp em xem là mua về đếm cho em cái na này xem bao nhiêu cái. Em nhớ không nhầm là hình như đâu đó là phải rơi vào trên dưới 100 cái thì phải. Tâm nan dày nha anh em nhé. Đắt là đắt ở cái hệ này này. Đấy. Tâm nan dày rất nhiều nan, nhìn nó trông nó bề thế không anh em công nhận không? Nhìn nó chắc chắn hơn không? Đấy. Anh Nguyễn ơi, đồ con là 500.000. Vâng. Anh có con nào để em 20 triệu quay đầu không? Cho em xem. Xe gì chứ anh? Có con chắc anh muốn lấy Dream, anh Nguyễn chắc lấy Dream. Có một chiếc Dream tái nãy em bảo Đức đưa ra nhưng mà chắc Đức bảo được 4 hôm thì phải cố đợi hôm nữa cơ. 1695 Dream Thái 18 triệu. Đấy anh em có quan tâm thì nhớ cho em cái biển 1695 đấy nhá. Dream Thái. Đấy mới được 4 hôm tức là ngày mai Đức mới cho ra. Nhiều khi ông quyết định to phết. Tại vì là sếp báo luôn là 5 ra. 5 hôm ra. Rất thích lên Dream. Bản thân những người like bọn em thì vì các bác em biết các bác thích Dream nhiều nên là rất thích đưa ra Dream liên tục anh, khó để khuấy. Anh Nguyễn Hiền đang 84 cái. SH28 triệu. 500. Máy còn gì không anh? Không vâng. Thôi em cũng khuyến khích các bác nha, lấy những cái tầm SH đời sâu và lấy những cái tầm SH giá tầm tiền trung. Các bác chọn cho em những con chất đúng không ạ? Kèm theo bảo hành của cửa hàng thì nó hơn là những con zin đấy ạ. Zin các bác y tiếng là được với zin, nhưng Tuấn nhiều khi về mình lại là người bỏ tiền 500. Ra mình làm nó lâu quá rồi các bác ạ, nó lâu và tầm tiền nó ít thì mình không thể đòi được trọn vẹn. Đấy mong các bác cũng hiểu cái vấn đề đây nhé. 7.100 cây. Rồi. Bản tăm dày Ali, em tên là như Tống Ali. Dung gọi là Tống Ali. Mình sản xuất nhớ. Ở nước bạn bên cạnh. Ừ. Đấy, Tống hàng Ali. Liên doanh với nước bạn được chưa? Đây, em mark tất riêng cả. Về thiết kế thì chưa bao giờ anh em nước mình gọi là phải thất vọng cả. Ừ. Chưa bao giờ phải thất vọng vì cái thiết kế của nước bạn. Em gặp nhiều các bạn trẻ đi mua xe gọi là các cháu đi. Tôm hồ gặp cháu. Toàn chọn hàng của Trung Quốc cạnh những hàng của chính hãng. Nào là Elite thì lại chê nó cụt cụt xấu xấu. Candy thì chê nó tù. Đấy. Honda nhiều khi còn chê. Biển cứ Hà thích làm sao Pinto à của liên doanh cơ. Con này là 50cc dành cho các bé đi học nha anh em nhé. Bản tăm dày này, bản tăm dày là bản đắt này. Đấy, Tống Ali này. Tem mác Tống Ali nó vẫn còn khác nhà sản xuất luôn. Một vòng nha cô. Đấy, tiện. Ra máy nguyên zin này, anh em nhìn đồ cứng cáp không? Xe đẹp không mọi người nhé. Này phải cập nhật được tiền đồ, vừa dọn xong những chiếc xe vừa mới ra lò xong mà tiền đồ không có này thì cộng. Rồi. Tâm nan anh nhìn tâm nan đẹp không? Đấy, ốc trục đẹp. 11.800.000. Đấy. Rồi. Đồ 3 lít vì cộng thật sự những xe rẻ này bọn em cộng có 2 nhưng mà tiền đồ mà lệch một chút thôi là cuối cùng lại là báo giá hai lần giá là rất khổ cho anh em chốt giá cũng như là đội giống bọn em anh em xem qua. Giá đấy Đức báo là dọn mất 300 thì em vừa cập nhật được thì giá là 11.800.000 bao dọn anh em nhé. Đấy thì vì có những cái công dọn nhớ cho em nó là những cái bản mới nhất và đời thì các bác lưu ý là 2022. Đấy, bản này mua mới cũng nằm trong top ở những hàng cúp đắt đâu đó 17-18 triệu chưa Tống đăng ký. Tống Ali này đắt mà, Tống Ali này là cùng là cúp nhá, có những chiếc cúp tăm nhỏ ấy, ít tăm ấy hoặc những cái cúp chưa được đèn led ấy, thì nó lại đắt lại là bằng vâng. Thì nó lại rẻ. Thì nó bản này là đắt nhá. Ba nhìn cái màu đẹp đúng không? Thiết kế này. Từ cái yên nhá, nhiều bác còn khoái khoái ở cái yên nhìn trông nó vát vát nhìn nó gọn. Đấy. Từ cái để chân nhá, các bác nhìn nhá. Đấy, chi tiết cái để chân nó dày đúng không ạ? Bình thường nó không được dày dặn đây cái phần dày của để chân này. Ờ, máy vẫn nổ suốt đấy ạ, máy vẫn nổ suốt, xe của 2022 các anh em nhá, biển 29AB 26467, giá 11.800.000. Anh làm sao để nhận thông báo cái xe về? Cái con em đang báo là 1695, con đấy là biển Hà Nội, con đấy là con Zin ấy, con 2695 Zin. Vâng. Dắt ra đây 2695 dắt đi. Ok em vậy. Đặc biệt điều đặc biệt đấy, đấy cũng không có là... con thứ hai chắc chắn rồi, giống chắc nhau thì làm sao có con rồi. Thứ hai được đúng không? Ừ, AB 2010 bao nhiêu đấy? 2010 anh cứ quan tâm cho em là tầm khoảng 13 triệu đến 17 triệu anh nhé. Vâng. Tùy từng chất lượng và ừ, biển từng tỉnh. Đây một chiếc bình dân thôi, phải nói thật sự là bình dân nhưng mà giai đoạn này lại có cái độ các bác hỏi nhiều, nó là hàng cúp đèn vuông 82 của 50cc cho các cháu học sinh đi học. Bản này là bản liên doanh. Đấy, hàng liên doanh Việt Thái thôi nhưng mà tên thôi, liên doanh Trung Quốc hết các bác. Vâng, liên doanh. Cái này 22 CBS có không cho giá gì 2022 xe bét em có mà anh tầm khoảng hơn 60 triệu là có xe rồi. Đúng rồi ạ. Vâng, 50cc đây, 82 50cc. Bản hàng Việt Thái anh em nhá. AC 98 AC 01262. 50cc dành cho các 8 bé triệu. Đi học. Giá các bác có thấy 8 triệu thôi. Nói chung là thay những chiếc xe đạp điện giải quyết phương tiện cho các cháu đi học
mà không cần bằng, hoặc các cô chạy chợ một chiếc phương tiện đi lại đơn giản, bình thì có thể báo các bạn kỹ thuật xử lý ngay được, không nó cũng để lâu không đề thôi, không sao, bình khỏe cho anh nghe bình rồi càng đét đấy. Hàng cúp thì em phải chia sẻ là nó là một trong những mẫu xe phổ thông, nó đơn giản như không có gì thì đơn giản hơn nữa, nên là chả lo để hỏng hóc đâu. Đấy, hàng nhông xích rồi má phanh rồi xăm lốp các bác chủ động vậy là ok, không cần quá cầu kỳ về những cái cảm biến hay là điện tử hay là phức tạp quá để nó gây ra hỏng hóc sửa chữa, nên cho các cháu đi học nó có những cái tức là nó đơn giản đến mức độ dễ sử dụng, dễ sửa chữa nhất thì cho các cháu dùng. Đấy, giá thành thì có 8 triệu, cũng là những cái phân khúc là các bác có thể hoàn toàn cân đối ở cái nhu cầu sử dụng kinh tế của mình cho các cháu đi học rồi. Rồi anh Phùng Cường đang hỏi, các bác vừa xem có gọi là vâng Gia Lộc, Gia hãy để Lộc cho bên cửa hàng em chủ động. Thật sự những các giá này mong các bác hãy để cho em Gia Lộc ạ. Bên em có anh chủ động Gia Lộc cho anh em một xíu lấy may thôi. Nguyễn Văn Huệ 82 đời gần chót. 82 này thì phải chót rồi anh ạ. Bình thường 82 em thấy những cái 9 mấy 2000, như 82 này thì phải đăng ký tận 2017 rồi anh ạ, phải chót quá rồi. 82 liên doanh anh nhá, không phải hàng Honda đâu ạ. Rồi, đầu có 4 ốc dài. Nào rồi. Bình thường người ta là 4 ốc ngắn, đời 1996 là bản tem nổi, rồi. Cốp nổi. Thế nhưng mà đây nó hẳn đầu dài thon lõn. Anh gọi là đời quá chót rồi chứ anh không phải đời chót anh ạ. Chót quá rồi, lên tận 2010 mấy rồi. Anh mặc đời trôi, có 82 nào ngon không tầm tiền 20. 82 Honda giai đoạn này bên em cũng đang hơi bị. Anh em nào có nhu cầu bán thì cũng liên hệ để em lên đây em giao lưu với các anh em nhé. Rất nhiều 81 và Dream cũng như SH những sản phẩm thông dụng quốc dân. Nhưng 82 ZX, đấy là những sản phẩm bên em cũng đang thật sự đang hiểu. Con Dream 1965 có thương lượng hay không để 18 năm, hãy để em Gia Lộc. Đấy anh em nhé, Gia Lộc thì thôi đấy, nó có những cái con. Dương Đức Tuyền. Chắc là em chỉ ra lọc một xíu để lấy may thôi anh ạ, em đổi con đờ gym còn không này, anh nào có đang quan tâm thì liên hệ đi ạ, vì nhiều anh em hỏi gym lắm cơ. Với những cái gym Thái nó trông nó vuông thành sắc cạnh như thế mà giá nó cũng là bình sàn như thế thì các anh em ạ cứ chơi chán lại bán, giá còn lưu ở đấy mai sau bán hoàn thiện trừ em chút lại có con khác để anh chơi. Đấy là cái mà em khuyến khích các bác, quan trọng là có xe để các bác chơi. Nhiều khi phải nhiều anh em hỏi đây em đành phải trả lời là không luôn, thế này cũng không có hạ sản phẩm luôn. Anh nhá. Rồi, một chiếc Winner V1. Ưu điểm là chất xuất sắc, đời 2018 ngon. Nhược điểm là biển tỉnh, đuôi 53 và giá cũng gọi là xứng đáng với cái chất của nó. Đấy thì tôi gọi là anh em có nhu cầu, nhất là những anh em ở 36 thì liên hệ cân đối cho em. Những anh em Thanh Hóa quê mình đâu. Một sản phẩm sơn zin, máy zin này các bác nhìn này, những cái sơn tem này, những cái đầu sần này, đấy nó đẹp mà đẹp từ cái cùi tay nắm tay phanh, vành viếc lốp còn nguyên hết, máy thì miễn chê. Đúng không? Các cái cần số để chân không thay thế gì, các cái ốc sao, ốc lục còn hết để chân này các bác nhìn này. Đấy, 2017 đăng ký 18, đúng tem đời luôn. Đấy. Đấy. Rồi, anh em nhìn biển số nhá mọi người nhá, anh em đúng đất, đúng biển, đúng tỉnh quê mình có thể cân đối giúp em. 36B629353. Một chiếc Winner đời 2017 đăng 18. Vâng. Máy zin sơn zin, máy này anh em nghe này. Trời ơi, em những cái máy này cái ngon, bây giờ giá nó chia sẻ luôn. 17 triệu. Các bác mua quay thì bỏ qua quay đến với côn tay được không? 17 triệu thôi. Đấy, giá này các bác chơi quay được thôi. Đây các phím này, con cứ nghiêng hẳn như này nhìn cho thoải mái. Đây con. Rồi, anh Trung Ninh lấy xong xe gì đấy? Các bạn nhân viên online. Đồ này. Được, các bạn nhìn. Inbox trực tiếp cho anh nguyên hết nhá. Nguyên hết để cho các bác chơi. Giá 17 triệu. Trên đường mua quay bảo đi xe côn mấy năm cho trải nghiệm. Đến với Hoàng Kiên luôn. Quất luôn em này cho em. Đấy. Là một con xe côn tay 6 số, trải nghiệm vài năm đã xong rồi mình quay về quay hay quay về xe ga sau. Kinh nghiệm em bán hàng nhiều năm là thường là các bác chơi xe côn nên có 1-2 năm chơi nhất định. Đấy, sau đó có thể đổi vì nhu cầu vợ con hoặc các cháu thì phải có một cái xe tay ga hoặc xe quay. Nhưng phải trải nghiệm anh em ạ. Nhiều khi đến lúc gọi là trẻ không chơi, đến lúc lớn tuổi một chút lại khó chơi. Rồi, tầm đấy lại chơi lại khó. 16 triệu ok không anh? Xe gì ạ? 16 triệu xe này. 17 triệu. 17 triệu anh ơi, nhớ cho em là xe sơn zin, máy zin nhá. Này, dạo này anh em hay mặc cả em thế. Đấy, em chỉ có Gia Lộc một xíu thôi. Đã là livestream là em không ra không bán bớt nha anh em nhá. Em báo luôn là em không bán bớt này, tại vì là nói thật ra là mỗi một ngày là bọn em 2k là live cũng trường kỳ đấy ạ. Nên là cũng là giá là phải cân đối tốt nhất có thể để cho anh em tiếp cận. Nên là tất cả anh chị em nào đang có nhu cầu hoặc đang tìm mua, mọi người có thể cân đối giúp em. Em không bớt đến tiền triệu đâu ạ.
Đấy, đấy, anh em cố gắng hoan hỉ giúp em trong ngày mùng 1 ngày nay anh em, mọi người nhé, 17 triệu đồng. Có gia lộc để cho anh em lấy may thôi, chứ để bớt cả triệu là bên em không bớt cả triệu đâu. Vâng, 17 triệu anh em nhé. Đường con ở Diêm Thái biển 26441 không còn anh ạ, khách chắc là lấy con đấy rồi anh ạ, vì em thấy con đấy nó cũng xứng đáng. Đó, biển tỉnh nhưng lại rất nhiều anh em tỉnh đang xem like đấy, khi mua nhiều khi bọn em cũng không tính được ra đó là biển tỉnh, cứ đè thấp hơn biển Hà Nội, nhưng mà nhiều khi các bác xem like này ở tỉnh thì cái đấy rất là thích biển tỉnh hơn đấy, nên là bán trước đấy là rẻ so với chất lượng xem, còn so với biển thì nó đúng, đúng không ạ? Em có rút hồ sơ hộ anh em chứ em không mất, anh em phải mất phí ship nhá mọi người nhá. anh Hoàng Ngọc. Rồi thì em bảo chị Dung bận sau mặc nó xù xì một tí. Chị Cọc anh em bảo là Dream 191695 làm sao? Tại vì anh em bên TikTok mọi người có thể liên hệ trực tiếp với số hotline bên em. Mọi người vào video trên này, mọi người bấm mọi người vào lấy số giúp em. Đấy. Đây là bình thường là anh em đây đúng không ạ? Mọi người có thể vào đây để lấy số xe máy Hoàng Kiên. Đấy, trên này có số hotline luôn, trên TikTok nào cũng có số hotline luôn mọi người nhá. Thế mọi người gọi điện trực tiếp cho em hoặc vào Belo, Zalo, Zalo gì đấy. Để anh em lên lại trực tiếp với các bạn ấy sang anh em lên gym. Em vừa lên liên tục các anh ơi. Vâng, The Gym mấy chiếc rồi để anh em có thể chút xem lại nhá. Anh Nguyễn Xuân Hải ship về Thanh Hóa có chứ ạ? Sáng nay em vừa ship một chiếc gym biển 5670 em quên mất cái đầu rồi. Về Bỉm Sơn Thanh Hóa thì phải. Đấy, vừa rồi. Mới ship xong đây anh ạ. Rồi, đây rất nhiều các anh em vẫn đang theo dõi và ủng hộ liên tục. Rồi, gym thì em vừa lên rồi. Bây giờ em lên cho anh em một chiếc Liberty nhập. Liberty. Liberty nhập, hàng đẹp đẽ ngon lành xong xuôi hết, xe thời trang, giá mới thì 95 triệu, đăng ký Hà Nội trên 1 lít. Đấy là câu chuyện của những 2010. Đấy, bây giờ các bác ạ, về tay Hoàng Kiên xong lên tay đến cho anh em giá gọi là giao lưu thôi. Đấy. Nhập khẩu anh em nhá. 30p đi kiểu gì ấy. 30p7 4144, một chiếc xe Liberty màu trắng, xe sạch sẽ ngon lành, cành đào hết rồi. Cảm 10 triệu anh, đấy. Lê Minh Trung nhá. Bỏ cảm qua những cái trăm mấy bao nhiêu thì anh em mới có 10 triệu thôi. Mà dọn đẹp xong xuôi, sơn tùm bọc yên, tay sách mới ngon lành hết. Các bác lấy giờ chỉ đổ xăng và lăn bánh thôi. Có 10 triệu. Đấy. Ưu điểm của Liberty đó là dáng cao, xe nhập thì nó bốc, nhược điểm thì nó hơi tốn xăng, đúng. Đây chấp nhận những cái gì anh em mình phải trao đổi với nhau trên tinh thần là thực tế để anh em có thể tiện. Đồ thay thì nó sẽ đắt một chút, nhưng mà những chiếc bên em đã dọn dẹp bảo dưỡng cũng như là đầy đủ full phụ kiện rồi thì anh em cũng không quá lo. Đúng không ạ? Đồ đạc nữa. 10 triệu cho chiếc Liberty biển là 4144 30B7 2011 rồi. Thế anh Bolero có nha anh nhá, em có mua bán đổi cáp bình thường ạ. Anh em có thể qua bên có thu mua tất cả các xe thì em mới bán được cho khách, người ta nói rồi mua của người chán bán cho người thèm, chính củ để anh lấy Liberty anh Quang Anh rồi bán 10 triệu đúng không? 10 triệu anh ạ, chắc em cũng lại chỉ ra lộc thôi các bác hết củ được không để ai củ anh em hôm nay hình như là mặc cả theo phong trào rồi chứ, rồi anh em giờ này đang mặc cả theo phong trào rồi. Hãy cố gắng để giá like anh em nhá, ra lộc là để bên em chủ động đấy, mong các anh em hãy những cân đối cũng tin tưởng những các cái giá like của bên em vì những cái giá bên em cũng đã hết sức là cân đo đong đếm, gọi là cân lên hạ xuống chán rồi mới đưa ra được một chiếc xe để đưa ra bán cho anh em nhé, cái giá rồi. Đấy ạ. AB 2014 bản đầu to có bản 125 à, bản gì nhỉ? Vâng, đèn xi lông đúng đấy ạ, máy 125 25. 82 liên doanh thôi anh ạ. Vâng, không biết là anh em đọc 82 xịn hay không anh em. Bản đèn bi đây, đời này đời đầu to nhá, 211 hàng máy zin, sơn có tỉa, những cái đồ anh em có vào đấy, sơn có dọn, hình thức được đầu tư đẹp nhưng mà máy thì còn zin để trao đổi anh em dễ nắm bắt. Ưu điểm là hàng Honda, tiết kiệm xăng, giá rẻ đấy. Biển 29G1 12953. Thôi nó cũng là hàng vừa tiền mọi người ạ, giá thì cũng cân đối giá là hợp tình hợp lý cho anh em thôi, chứ còn được cái máy chất lượng, nổ máy luôn. Rồi cũng vài hôm rồi, hướng cái biển 53 hôm nay em mạnh dạn xuống đi, 12 triệu thôi. Đấy các bác ạ, biển Hà Nội mà có 12 triệu. Đấy, máy zin hình dọn đẹp rồi, nó cạnh tranh với những chiếc biển tỉnh rồi các anh ạ, giá không rẻ hơn được nhiều 12 triệu đâu. Anh em ạ. Vâng, 12 triệu các anh nhá. Vâng, 12 triệu đồng.
Ablet 2011. AB 2011 bản form dáng đầu to. AB Thái em không còn rồi, anh Nguyễn Minh Tuyển ạ. Biển số thì 29G112953. Mất cái biển số thì nó hơi xấu xấu một xíu. Cho anh xem Alpha không... 202 em không còn ạ. Biệt đời đầu cũng đang hết anh ạ. Anh em không quan trọng biển số thì mọi người cân đối cho em con này. Dạ vâng. Được cái là biển Hà Nội. Đấy, giá thì có 12 triệu đồng thôi, máy thì còn chất lượng nha anh em nhé. Anh Quang Minh MC. Vâng, đến giờ rồi anh ạ, em cũng đang chuẩn bị đây. Lượng xe Đức phục vụ ra cũng vừa đủ rồi. Vâng. Thì chắc là cũng sẽ hẹn anh em vào buổi live chiều. Ừ. Những câu anh em hỏi, những nhu cầu anh em cần mà em và chị Dung chưa đọc hay chưa thông báo được lên live.